Đúng rồi á. Ờ đóng vào đi. Đây là trận chung kết. Không thì anh bình luận nha, anh bơm này. Alo, vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả của GameTV.vn. Tất cả những người khán giả hâm mộ AOE quê nhà, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị hoàn tất giải đấu AOE Quảng Đông mở rộng lần thứ nhất. Vâng, đây là cặp đấu cuối cùng của giải đấu năm nay. Tất cả những hình ảnh đang được truyền trực tiếp từ Quảng Đông. Chia sẻ Nắng đang là người thi đấu với game thủ Tạ Đình Phong ở trong trận thi đấu chung kết nội dung solo Asian. Sau khi vượt qua Hồng Anh với một màn trình diễn thuyết phục bằng một tỷ số có thể nói rằng đánh giá đúng cục diện trận đấu, chia sẻ Nắng đã tiến đến với trận thi đấu chung kết. Một trận thi đấu mà em được đánh giá là cao hơn so với đối thủ Tạ Đình Phong. Nhưng nên nhớ rằng Tạ Đình Phong đang đại diện cho quốc gia Trung Quốc, một quốc gia có số lượng dân lên đến hơn 1 tỷ. Còn Chim Sẻ Đi Nắng đang đại diện cho quốc gia Việt Nam, một quốc gia với dân số khoảng hơn 100 triệu thời điểm hiện tại. Vì vậy, và chúng ta đang được thi đấu ở trên đất nước Trung Quốc. Vì vậy, tất cả những gì mà cái thủ Tạ Đình Phong được xem như là điểm mạnh, là tinh túy nhất, anh sẽ thể hiện tất cả vào trong kèo đấu này. Có lẽ đến thời điểm này thì khi mà những màn trình diễn thuyết phục của những game thủ đến từ Việt Nam đã làm toàn bộ những người hâm mộ ở trong nước và những người hâm mộ Trung Quốc cảm thấy hài lòng, thì trận thi đấu chung kết này sẽ là một món quà đặc biệt của game thủ Chim Sẻ Đi Nắng dành tặng cho các game thủ bên phía Trung Quốc. Hy vọng Chim Sẻ Đi Nắng sẽ thi đấu với một phong độ giống như mà em đã thi đấu với game thủ Hồng Anh, để giải đấu năm nay là một giải đấu thành công mỹ mãn về mặt thành tích cũng như là chuyên môn đối với đoàn đế chế Việt Nam. Anh đã từng có thời điểm ở trong giải đấu tôi cảm giác như tất cả game thủ Trung Quốc họ làm tất cả để có được chiến thắng. Nhưng khi mà bây giờ tất cả các nội dung đã diễn ra và tất cả những trận thi đấu của các game thủ bên phía Việt Nam, những phong độ của đế chế Việt Nam là quá thuyết phục. Và bây giờ thì không khí của đến với trận thi đấu chung kết này nó thực sự là thoải mái, không còn là một bầu không khí nặng trĩu với những tranh cãi xung quanh những trận thi đấu mà chúng ta có thể nói là nếu xử theo luật quê nhà thì chúng ta chắc chắn đã có được một thế trận, hoặc ít nhất là một chiến thắng, hoặc ít nhất là một thế trận có lợi, đại loại là như vậy. Bây giờ thì không khí nó đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những nụ cười rạng rỡ, những cái vỗ tay và những câu khen ngợi đã đến và bắt đầu xuất hiện dần dần từ những vị khán giả và tất cả các game thủ bên phía Trung Quốc. Một giải đấu mà chuẩn bị được bế mạc một cách thành công sắp diễn ra. Một giải đấu thành công của đoàn đế chế Việt Nam.
Tuy rằng từng có thời điểm mà mọi thứ diễn ra hết sức căng thẳng, nhưng bây giờ nói chung là đã ổn. Ngày hôm nay thì sau trận thi đấu chung kết, chúng ta sẽ đến với lễ trao giải. Vâng, đến với lễ trao giải và một chút giao lưu liên hoan văn nghệ giữa hai đoàn đế chế của hai nước. Có vẻ như Hồng Anh vừa có được chiến thắng trước game thủ bên phía Trung Quốc ở trong trận thi đấu đầu tiên ở nội dung tranh giải ba. Tôi đã nghe thấy những tiếng vỗ tay vang lên từ các bạn khán giả Trung Quốc. Và tính hiếu thắng thì ai cũng có thôi, và đặc biệt là khi thi đấu trên đất nước của họ, ai cũng có, họ cũng có. Đặc biệt họ là những người đứng đầu, họ là người tổ chức giải đấu, họ không muốn rằng họ thất bại. Như vậy có từng có thời điểm giải đấu đã trở nên hết sức căng thẳng, nhưng bây giờ sau khi mà chúng ta đã làm quá tốt về mặt chuyên môn thì thực sự đây là một giải đấu đáng nhớ và thành công. Quay trở lại màn hình máy của game thủ chim sẻ đi nắng. Ở trong trận thi đấu thứ nhất, nội dung chung kết ASEAN, đối thủ của anh chính là Tạ Đình Phong. Đây là đối thủ mà ngày thi đấu đầu tiên đến với Quảng Đông, chim sẻ nắng và Hồng Anh đã từng giao lưu với nhau. Chim sẻ nắng Hồng Anh đã từng giao lưu với Tạ Đình Phong và một cái tên nữa là Trương Dịch Tấn ở trong ngày thi đấu đầu tiên. Và hai cầu thủ bên phía Việt Nam đã có một màn trình diễn ấn tượng, một màn trình diễn hài hòa để có được một kết quả trong ngày sâu mát, có thể nói là chấp nhận được dành cho cả hai bên. 29/40 là tham này hôm nay đến từ game thủ chim sẻ. Có lẽ đáng xem nhất đó là trận thi đấu bán kết giữa game thủ chim sẻ và game thủ Hồng Anh. Ở nội dung ASEAN, đáng xem nhất đó là trận bán kết. Hai game thủ đã mang đến những gì tinh túy nhất của ASEAN ở đỉnh cao thế giới ở thời điểm hiện tại đến cho người xem. Còn đây là trận thi đấu chung kết, đối thủ đó là Tạ Đình Phong. Không, vâng, ở giải chính không có ruộng đến từ Tạ Đình Phong, một vài cái ruộng vẽ vội đến từ Tạ Đình Phong. Năm nay của game thủ chim sẻ đang là 37/40, chủ động ôm dân và chạy ở bãi gỗ phía bên trên rất nhanh. Chúng ta hãy cùng chờ xem màn điều R. Tạ Đình Phong đang là người có lợi hơn một chút, vâng, khi mà tỷ số điều R đang là 1-0. Én luôn đến từ game thủ chim sẻ. Vài năm nhà PA. Nửa ăn hoang đến từ Tạ Đình Phong. Chim sẻ nắng đang giăng cái bẫy để chờ Tạ Đình Phong đẩy cao đội hình lên phía bên trên. Ở phía bên dưới sẽ đang gặp tương đối nhiều vấn đề phức tạp với Tạ Đình Phong. Đây trận thi đấu mà Tạ Đình Phong có một bãi quà. Bảo sao anh ăn hoang và lực của anh vẫn khỏe. Tháng này của sẻ bây giờ đang là 37/44. Chúng ta hãy cùng chờ xem sẻ sẽ làm gì để hóa giải thế mà game thủ Tạ Đình Phong đang có thể nói là ưu hơn một chút so với chim sẻ. Tơn đi ảo đầu tiên đến từ game thủ chim sẻ. Đây là một tơn mà game thủ Hồng Anh đã từng phải nếm trải ở trong trận thi đấu thứ hai ở bán kết. Những tơn đi ảo đến từ game thủ chim sẻ là vô cùng sắc bén. Tham này là 43/44, sẻ chưa vội vàng ăn những con voi ở phía bên trên này. Vẫn sóc đều tạm thời được 4 nhà PA. Và chúng ta hãy cùng chờ xem sẻ điều R với Tạ Đình Phong tuần này. Rất nhiều nông dân của Tạ Đình Phong ở phía bên dưới, nhưng cung R của Tạ Đình Phong đang đứng bảo kê toàn bộ. Những con cung R đến từ game thủ chim sẻ nắng đỏ máu là hơi nhiều. Tham này tụt xuống còn 41/44. Tạ Đình Phong cũng có những tân quân đi quản. Một tân đi lỗi đến từ game thủ Tạ Đình Phong. Các bạn có thể thấy là sẻ để ý quân cực kỳ nhanh. Hai mặt để ý cực kỳ nhanh. Một pha lát quân của game thủ Tạ Đình Phong dắt vào. Nhà PA. Nhưng bây giờ thì Tạ Đình Phong đang có số lượng cung R là đông hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem Tạ Đình Phong nó bắt đầu ô lên và chơi nhà PA của game thủ chim sẻ. Nhưng sẻ bắt đầu kéo về. Hôm nay 39 dành cho sẻ. Tạ Đình Phong đông quân hơn đấy. Nhưng sẻ vẫn đang cố gắng hạt điều. Một tuần mới nữa đến từ game thủ chim sẻ vừa nở ra. Bây giờ là lúc mà sẻ sẽ phát huy khả năng tay nhanh của mình, nhiều tay và tay nhanh của mình để có thể quản dân của game thủ Tạ Đình Phong trước khi game thủ Tạ Đình Phong tung ra những
đòn quyết định. À xin lỗi bạn, trước khi chim sẻ tung ra những đòn quyết định, ba con cung R được tách vào ruộng của Tạ Đình Phong. Tham lai ở sẻ vẫn đang là 37. Chạy cung R rất khéo léo ở phía bên dưới này. Tạ Đình Phong bắt đầu mất từ 5 đến 7 nông dân nữa. Không như vậy Tạ Đình Phong cũng đã bắt đầu để ý rất nhanh và để ý tương đối nguy hiểm tương này. Tạ Đình Phong đã bắt đầu phát hiện ra vị trí phía bên dưới có dân đến từ kỳ thủ chim sẻ rất thính. Tham lai của Tạ Đình Phong đang nhỉnh hơn so với game thủ chim sẻ một chút xíu. Tỷ số là 1-0 dành cho Tạ Đình Phong.